Thế thì nhưng mà làm thế nào để thoát vòng? Vậy anh nào mà đặt mục tiêu là tôi chỉ cần 10 tỷ thôi là tôi thoát vòng vật chất. Bây giờ tôi kiếm được tiền là tôi chuyển sang gì? Trải nghiệm, đi du lịch, mua đồng hồ đẹp, mua nhà đẹp, mua xe đẹp, mua ô tô đẹp, đúng không? Là chơi đi. Đấy. Nhưng mà khi đủ cái cảm xúc thì họ sẽ lên gì? Sinh mạng. Có vậy thôi, nó cứ từ từ vậy. Cho nên là không có xấu, không có tốt, mà chỉ là đủ về lượng thì thay đổi về chất. Hết.